Liên minh châu Âu EU thông báo sẽ dành 500 triệu euro, tức là tương đương với 544 triệu đô la Mỹ để thúc đẩy sản xuất đạn dược cho Ukraine và bổ sung kho dự trữ của các nước thành viên EU. Đây là thỏa thuận tạm thời mà các đại diện của Hội đồng EU và Nghị viện châu Âu EP mới đạt được. Theo thỏa thuận, các công ty vũ khí châu Âu sẽ được tài trợ để tăng năng lực sản xuất và giải quyết các khâu bị đình trệ. Dự kiến thỏa thuận sẽ có hiệu lực trước cuối tháng 7 này. Kế hoạch trên là phần thứ ba trong nỗ lực của EU nhằm cung cấp thêm đạn dược và vũ khí cho Ukraine, đặc biệt là đạn pháo 155 mm mà Kiev đang đề nghị. Tháng trước thì EU đã nhất trí bổ sung 3,5 tỷ euro vào cơ chế hòa bình châu Âu EPF, quỹ dùng để viện trợ quân sự cho Ukraine. EU cũng đang huấn luyện hàng nghìn binh sĩ Ukraine. Trước đó thì Nga đã nhiều lần nêu rõ về việc phương Tây cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí mới sẽ không thể thay đổi căn bản diễn biến của chiến dịch quân sự đặc biệt.